năm 2023 được hội nông dân phường Vĩnh Quân hỗ trợ tiếp cận nguồn giống vay ưu đải từ quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Châu Đốc. Bà Võ Thị Thùy Hương được hội hỗ trợ 40 triệu đồng để phát triển mô hình chăn nuôi lợn. Từ nguồn giống hỗ trợ, bà Hương đã đầu tư xây dựng chuồng trại, mở rộng quy mô chăn nuôi. Qua 2 năm, mô hình chăn nuôi của bà đã nuôi được 20 đến 25 con lợn thịt. Trung bình mỗi năm, bà xuất bán được hai đợt, thu nhập bình quân khoảng 200 triệu đồng một năm. lúc đầu thì tôi không có vốn, tôi chỉ nuôi được có hai con heo nái à, nhờ chính quyền địa phương thành ra tôi nuôi lên được ba con heo nái. Bây giờ hiện giờ thì tôi nuôi được hai mươi mấy con heo thịt, rồi heo con nữa, rồi mà nhờ vậy đó. Nhưng giá cả thì lúc giá 50 thì tôi lại ít một chút. Còn nếu mà giá lên được 58 thì là khoảng 2 triệu một con. Trong quá trình chăn nuôi, bà được hội nông dân phường hướng dẫn kỹ thuật, cách phòng bệnh trên đàn vật nuôi. Ngoài ra, bà tìm tòi học hỏi kinh nghiệm trên các đài truyền hình, internet để có thêm kiến thức chăn nuôi. Vì thế, đàn lợn của bà luôn phát triển tốt, ít bị bệnh bà Hương chia sẻ trong quá trình chăn nuôi, bà luôn làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Hàng tuần đều tiến hành phun tiêu độc khử trùng, thực hiện tiêm phòng định kỳ, ứng dụng các tiến bộ khoa học trong mô hình chăn nuôi, theo hướng hữu cơ an toàn sinh học, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chăn nuôi lợn, không có mùi hôi thoát ra từ chuồng nuôi, tiết kiệm nước do không sử dụng nước, để tắm cho lợn hoặc dội chuồng. Từ mô hình chăn nuôi lợn thịt giúp giảm chi phí sản xuất, tạo ra sản phẩm sạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các nông hộ trên địa bàn phường. Vừa qua hội nông dân có phối hợp với chi hội trưởng thì ở chỗ cô Võ Thị Thị Hương có cái mô hình chăn nuôi heo thì cô có nuôi có hai, lúc đầu có hai con thì hội đã mạnh dạng đề xuất cho cô dây vốn bên cái quỹ hỗ trợ nông dân là 40 triệu để cô nuôi ra uh, thêm nhiều số lượng heo nhiều hơn một chút nữa để uh, đạt cái hiệu quả kinh tế làm ăn thì uh, cô uh, nhận được cái số tiền 40 triệu đó thì cô nuôi đã đến nay thì uh, cái lợi nhuận trong một năm uh, thì cô uh, lờ chi phí hết thì cũng khoảng cả trăm triệu một năm thì uh, hội sẽ tiếp tục cố gắng uh, để uh, giới thiệu nhân rộng thêm cái mô hình của cô Hương cho các hội viên khác để làm ăn đạt kinh tế hiệu quả. Từ mô hình chăn nuôi lợn thịt đã giúp cho gia đình bà Hương không chỉ tiết kiệm được rất nhiều chi phí mà còn đem lại hiệu quả chất lượng cao, góp phần tăng thu nhập cho gia đình. Đây là mô hình hiệu quả có thể nhân rộng để phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn phường trong thời gian tới.